Rồi, dạ, kính thưa quý vị, ca khúc Còn Thương Râu Tóc Mọc Sau Đầu. Thì mời quý vị cùng nghe. Dạ, dạ, anh ơi, cho em mấy bài nữa đi ạ. Được rồi, tao hát nè, tao hát cho đàng hoàng nè, tao được coi nè. Ừ. Dạ, đó chính là liên khúc. Bao nhiêu triệu trái tim đang hướng về mày đó. Đó chính là liên khúc Quyết Định Vậy Đi. Vẫn khổ buồn, anh đã không yêu thì thôi. Dạ. Đây là ngày này tình rồi. Chứ bà lộ có một bài 10 ngón tay hát hoài chán lắm. Quyết định vậy đi, tình ta không còn chi. Bỏ mặc người ta để mà em vui bên người. Không cần người ta tại sao em đành nói ra. Để làm mày đau khi em đi người có biết. Mày đi khi tâm tay phương hại tôi. Xin bỏ cả người ta để mà em vui bên người. Nỗi đau nào hơn khi nhìn ai cười chăn gối. Với người mà em đã đau thầm. Ai đã cùng em về nấu mềm ướt. Đầu cao mong hoài đưa sang đàn cái đón nhau về. Có lẽ nào em
đi xin anh đừng buồn em chi dừng em chi chết em chi chứ phải tại em là người tạm xa khu khổ tay đó qua hồng chế đó qua lăng hoàn cảnh trên nhà em đây đã nói xin nếu cho em chứ chẳng đêm buồn em đã nguyện yêu anh suốt quãng đời này ta không có thể thôi đừng nói lên mối ban đầu tình ta gắn đây sự mình nhớ mà chi chứ nói lời biệt ly ta không đến với nhau xin chấp nhận đành xa lạ con nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa cho vừa phải các nơi trọn tâm chân tình anh ơi con mình nãy con đâu đừng lẽ đi thương chỉ mình ta ơi xót xôi đứng ra nơi anh ở đâu có em câu tuy chung kiếp này đành lôi làng sống mong gì số một đơn viên quan khiêm cứ mãi chân chồng nước mắt càng dần lòng em như mỗi sáng em chân tới bởi thôi thắm mới đừng cãi tôi quanh tôi cho tôi thêm rò mặt một con người dạng hoa nguy hiểm gì khi đối mặt cũng không phải đôi chân lấy quan tòa phạm dân tân tội phạm thì ông ơi chứ phải tôi dạy tôi ngô nên bây giờ đâu khổ ai xui gặp gỡ nhau chứ ai xui gặp gỡ làm gì chuyện tình đã lỡ chuyện thơ ngàn tuổi như một giấc chim bao alo thảo liên khúc hồi nãy là một liên khúc tang thương của đoàn em không còn là hạnh phúc nữa dạ ai có vé xin dò số con vé thì con vé ai mà không trúng á mình có thể ghi tên và họ họ sẽ mời xuống họ mình sẽ phát thanh nha quý vị số gì đây số gì đây số gì đây à? Số gì đây nguyên góp dùm chị vô chị nhập viện đi. Số gì đây? Số gì đây? Công chúa thời ta tình chi mà lẫn đầm chồng chưa ra chẳng đã xuống với về quê. Có kia phụ thái mài sâu mà ủ giòn. Còn số một, con số một, con số một. Con số một, con số một, con số một. Số là con mấy? Con năm gì đây? Con năm gì đó? Con năm gì đó? Con năm gì đây? Tôi đang nhớ ai? 52 52 con số gì ra số gì ra con số gì đây số gì ra số gì ra số gì đây con số gì ra con số gì đây tin buồn tôi đừng yêu lính quân con số chín 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 mấy gì ra mấy gì ra số gì ra trên sông xã giang có một mình nàng lập bản chiêu phu là nàng lô diêm chính có 59 59 có bà gì đây ba gì đây ba gì đây buồn là buồn nhiều khi điên mà hát buồn là buồn nhiều lúc hát như điên 30 nguyên còn 30 rồi còn 30 còn 30 còn 30 thì còn 30 số gì đây mấy gì đây số gì đây hai con nhà đá nhau một con chi máu một con cho đội cháu con số sáu con số sáu con số sáu còn số sáu còn số sáu còn số sáu mấy gì ra mấy gì ra số gì ra mấy gì ra chim trong rừng chim bay đi chim thân xác ghé vô quán nhậu chim hết hồn chim bay ra ôi thương quá các chim Việt Nam 31 con số gì ra số gì ra con số gì ra số gì ra con số gì ra con số gì ra bà lão Phật gia bà lão Phật gia bà lão Phật gia ngồi hút đi xa 53 số gì ra con 53 con 53 con số gì ra con số gì đây con số gì ra con số gì ra buổi xuân qua đó là đón qua mai 42 42 42 42 42 con số gì ra
21 một đoạn vừa rồi là con số đầu giảng. Bây giờ xin mời ban chị thân túi lên sân khấu để tiếp tục diễn nha. Hoài với cha nữa. Và 21. Kính thưa quý vị, con số 21 thì chưa qua có 1, 30, có 2, 42, có 3, 59, hợp lệ, 3, 4, 0, 5, 1, lợi hợp lệ. Và xin chúc mừng anh và anh Quỳnh anh dành thử dùm cho em nha. Có rồi. Số 9 quý vị. Rồi, kính thưa quý vị, và hôm nay bây giờ dùm lại anh chốt của tối nay anh xin được ra bước một dùm thật nhanh thật lệ để bà con không chờ đợi là một hồng lòng thể. Xong xong đó, bộ đầu cũng bắt đầu đi thu lại những cái vé mà quý vị đã ghi họ và tên kèm theo số điện thoại ở trước đó quý vị. Để quý vị có thể bốc thăm trúng thưởng cùng với Sài Gòn Thân Thờ quý vị nha. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã đến hồ đầu tối đêm nay. Hồi nãy biểu diễn có gì sai sót rất là mong quý vị cũng sẽ được thứ bỏ qua, bởi vì hầu như là các bạn muốn mua vui cho quý vị thôi chứ không cố ý quý vị ha. Rồi, cái bây giờ vòng lời tiếp theo, và ai chưa có vé dê giùm em cánh tay ngàn hồng của tất cả quý vị lên được không ạ? Dạ, bữa nay thì sức khỏe không có tốt cho nên là không có lúc nặng lúc hợp, không có gì thông cảm giùm cho em nha. Rồi, phía bên đây luôn. Vào lời cuối cùng buổi tối ngày hôm nay xin được trả bước một giờ bà con coi bán mình luôn. Trời ơi, em tên Hùng phải không? Ừ, trời ơi, em trúng số huyết mà chị thuộc tên em luôn á. Dạ, 34 có 1, 28 có 2, số 8 có 3, 50 có đủ, 4940 hợp lệ. Còn ai may mắn được giải vào lời này bước lên sân khấu nhận thì kịp cho em nha. Em nhà em ở quận mấy vậy? Làm gần đây hả? Mở được tiệm thú bông chưa? Trúng liên tục luôn rồi, quẹo nó hơi nhận thưởng chị nha. Rồi, kính thưa quý vị, và trước khi mà vòng loại cuối cùng được diễn ra đó quý vị, em cũng xin thông báo một chút xíu, xin quảng cáo chừng 2 phút thôi. Trước tiên là xin cảm ơn đến Nam Thực Trần và Thi Tiết đã đồng hành cùng Sài Gòn Tân Thời qua từng vòng loại để có nhiều giải thưởng hơn cho quý vị khi đến tham gia tham dự cùng Sài Gòn Tân Thời. Song song đó quý vị thân mến, là do năm nay đó tụi em cũng rất là đói show, phải nói là năm nay một năm rất là khó khăn, bị cắt giảm rất là nhiều, cho nên là đa số là tụi em năm nay mỗi năm á giờ thời điểm này là chạy dắt giò gần cổ quý vị. Năm nay thì ngồi cà phê từ sáng tới tối cũng không có ai gọi đi hát hết á, cho nên đó là các thành viên đoàn có sự tăng cường lên để làm kinh tế đó quý vị. Nếu mà quý vị ủng hộ mà dạ đồ ăn vặt đó, mà đồ cho nội địa đó là Nguyễn Trung quý vị nha, là Nguyễn Trung đó, cái thằng trắng trắng đó. Còn nếu mà quý vị ủng hộ đồ Thái Lan đó, hàng Thái Lan Bùa Ngải Thư Ếm là Lê Cần. Dạ, còn dạ, còn đồ Mỹ đó, dạ nước hoa hoặc là những cái thực phẩm chức năng là chị Quyền, quý vị hay là Kim Quyền. Rồi bữa nay là mới biết được là Úc Bạch Khải có bán mứt dừa. Dạ rồi, còn ai có nhu cầu quảng cáo nữa không dạ? Em hả? Châu Pha là bán thân quý vị nha. Rồi hả, đồ chôm hả? Ờ, đồ chôm thì cóc đi má, làm như hạnh diện không vậy. Rồi Luna là hả, đồ ăn cắp. Liên hệ Luna. Dạ nói chơi thôi chứ thật sự là có một số bạn giống kinh doanh riêng, giống như là Nguyễn Trung là đồ ăn vặt đó quý vị, còn Lê Cần thì đồ Thái, còn chị Quyền đó là thực phẩm chức năng hoặc là đồ Mỹ nước hoa rồi đó. Quý vị có nhu cầu cuối năm hãy inbox cho chị, cho những cái thành viên đó quý vị ha. Còn lộ thì làm xưởng cứ làm tới thôi quý vị. Dạ làm xưởng cứ làm tới quý vị nha.
À, có nhu cầu vay tiền liên hệ Lan Kim Quyền luôn, Giang nha. Nhưng mà phải có hộ khẩu thành phố với chứng minh gì đó, KT3 Lan Kim Quyền mới ăn em ơi, thì cô không biết. Rồi, rất là mong quý vị cũng sẽ ủng hộ cho các thành viên. Hy vọng là với sự cố gắng của mỗi thành viên thì quý vị cũng thể thấy là các bạn rất là cố gắng trong công việc của mình và ủng hộ các bạn quý vị nha. Rồi, nếu bây giờ một lời tiếp theo, một lời cuối của buổi tối ngày hôm nay, song song đó quý vị nào có thăm mà nãy giờ mà không có may mắn đó quý vị, dạ bước lên sân khấu bỏ vào thùng luôn giùm em nha. Sau một lời này chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng và kết thúc đêm diễn luôn. Tuần sau tụi em gặp lại với một sân khấu mới toanh, thì hy vọng là quý vị cũng sẽ đến thật đông và chúng ta sẽ có nhiều cái phần nội dung hấp